đo lấy thông số áo dài trên cơ thể người, tiếp theo bạn cần thực hiện theo các bước sau. Bước 12, đo chiều dài quần nếu cần. Đến đo từ eo xuống đến điểm mong muốn, thường là mắt cá chân. Bước 13, đo vòng đùi nếu cần. Đến đo vòng quanh phần đùi lớn nhất. Bước 14, đo vòng gối và bắp chân nếu cần. Đến đo vòng quanh gối và bắp chân lớn nhất. Bước 15, kiểm tra và ghi lại số đo. Đến đảm bảo bạn đã ghi lại đầy đủ và chính xác các số đo. Những số đo này sẽ giúp thợ may tạo ra chiếc áo dài vừa vặn và đẹp nhất cho người mặc. Video giới thiệu về các bước cần thực hiện đo cơ thể người để lấy các thông số may áo dài đến đây là hết rồi.